Năm nay, Nha Trang một lần nữa là địa điểm đăng cai giải vô địch bóng rổ quốc gia. Nhưng khác với năm trước, lần này họ đã có một đại diện thi đấu tại giải là Gobi VN Khánh Hòa. Trong lần đầu tiên tham dự giải đấu cấp độ cao nhất, đội bóng non trẻ chủ nhà đã để lại những dấu ấn đặc biệt dù sở hữu đội hình không hề mạnh so với mặt bằng chung. Các cầu thủ của Gobi VN Khánh Hòa hầu như không có kinh nghiệm tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp. Hầu hết là dân văn phòng hoặc học sinh, sinh viên. Trước tiên đó là sự đam mê của thầy và trò của đội bóng Gobi VN. Chúng tôi cũng trải qua những khó khăn, nhưng quyết tâm là biết năm nay đội Khánh Hòa, đơn vị đăng cai của giải vô địch quốc gia 2020, thì thầy và trò đã cùng nhau vì nỗ lực về cái niềm đam mê, thì thầy trò quyết định cùng nhau một chí hướng để ra một đội bóng để làm cho cái phong trào bóng rổ của Khánh Hòa nói chung và cả nước nói riêng được phát triển hơn. Tuy nhiên, chính những cầu thủ không chuyên của Gobi VN lại khiến đội bóng rổ Nam Hà Nội tập thể được đánh giá cao hơn họ khá nhiều, gặp phải rất nhiều khó khăn ở phần lớn thời gian của trận đấu. Với sự ủng hộ từ khán giả nhà, Gobi VN Khánh Hòa đã chơi tuyệt hay ngay từ đầu trận. Tuy nhiên, họ đã không thể làm nên bất ngờ trước đội bóng giàu kinh nghiệm hơn ở giải vô địch quốc gia. Mặc dù vậy, tập thể Gobi VN Khánh Hòa cuối cùng cũng có thể nở nụ cười chiến thắng khi đánh bại một tân binh khác là Poseidon Ninh Thuận trong trận cầu chung kết ngược gay cấn và kịch tính. Dù đây là năm thứ hai liên tiếp thành phố biển miền Trung là nơi đăng cai giải vô địch quốc gia, nhưng phải đến năm nay chủ nhà mới có đại diện tham dự. Họ chịu ảnh hưởng của một xu hướng chung, đó là đứt đoạn trong việc duy trì thi đấu đỉnh cao, đồng thời không thể phát triển lưới cầu thủ kế cận. Thật ra thì một trải nghiệm rất là tuyệt vời. Qua từng trận đấu, các em trong đây hầu như là học sinh, sinh viên và những người đi làm, cho nên chưa bao giờ có tham gia một giải quốc gia. Đây là lần đầu tiên, và cả kể bản thân tôi đã sau mười mấy năm mới trở lại đấu trường quốc gia. Các em rất phấn khởi, thầy và trò rất yêu thương và đồng đội với nhau. Từng trận đấu một, hết 2020 và kết thúc 2020, đầu năm 2021, thì chúng tôi sẽ duy trì và tiếp tục tập luyện, tạo điều kiện cho tất cả những em học sinh, sinh viên chơi bóng rổ và gây dựng phong trào bóng rổ của đơn vị Gobi VN và tất cả những thành viên trong Nha Trang nói chung. Nhưng bắt đầu từ cuối năm 2020 này, sự xuất hiện của câu lạc bộ Gobi VN Khánh Hòa hy vọng sẽ thay đổi điều đó. Được biết, câu lạc bộ này sẽ là nền móng cho việc tái xây dựng phong trào bóng rổ tại thành phố Nha Trang và cả tỉnh Khánh Hòa trong thời gian tới. Ngoài việc duy trì tham gia thi đấu ở các giải thuộc hệ thống của liên đoàn, Gobi VN Khánh Hòa sẽ được đầu tư để phát triển theo hướng bài bản. Khởi đầu từ việc tìm kiếm các tài năng trẻ trên địa bàn thành phố và tỉnh, câu lạc bộ sẽ đào tạo và dần tạo nên lớp cầu thủ kế cận trong tương lai. Sau khi mình biết được là Nha Trang mình có ra một đội thì mình cảm thấy rất là mừng. Tại vì trước đó mình nghe tin thì mình chỉ là dự kiến là đợt này mình sẽ đi làm khán giả và cổ vũ cho những anh em ở trong Sài Gòn của mình hay là tất cả người thân của mình thi đấu. Thì sau khi mà mình nghe được mình được tham gia thi đấu đội tuyển của Nha Trang ấy, thì mình rất là vui và rất là hân hoan khí thế. Mình muốn là tập luyện càng nhiều càng tốt để giúp cho đội mình có thể những kết quả tốt nhất. Mục đích của cái đội Gobi này, thứ nhất là tham dự giải và thứ hai là cũng muốn kéo cái phong trào ở tỉnh Khánh Hòa này lên. Vì sau nhiều năm thì mọi người cũng biết là bóng rổ Khánh Hòa đã không còn hoạt động mạnh như phong trào như những tỉnh nhà khác. Thì bây giờ sau đợt này thì mình mong là tất cả bạn bè và người thân hay là tất cả các em sau khi có đội Gobi thì sẽ là tập luyện nghiêm túc hơn để sau này chuẩn bị những giải quốc gia sau này. Đây chắc chắn sẽ không phải lần hiếm hoi nụ cười nở trên môi những người hâm mộ và thích xem bóng rổ tại thành phố biển Nha Trang hay tỉnh Khánh Hòa. Mong rằng trong tương lai, phong trào bóng rổ tại thành phố biển này sẽ hồi sinh một cách mạnh mẽ hơn, tiếp cận được đến nhiều người hơn và sớm tái xuất trên bản đồ bóng rổ Việt Nam.